lúc mình vừa gặp nhau xong mình còn ôm nhau nữa. Hiếm ơi, cho thầy hỏi câu này nhá. Em có nhớ thầy không? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Em nhớ thầy không? Có. Bạn ấy trả lời có là mắt nhìn thẳng vào thầy là trả lời đúng rồi. Chào Hà Linh. Hà Linh cho thầy hỏi một vài câu nhá. Câu đầu tiên này, em có nhớ thầy không? Dạ có chứ ạ. Nhớ. Em có nhớ thầy nhiều lắm không? Nhiều, nhiều ạ. Ok. Tuấn ơi, cho thầy hỏi này, em có nhớ thầy không? Có ạ. Bà Anh ơi, em có nhớ thầy không? Hơi hơi ạ. Nói ra đây nói dối đấy. Nói thật, em hơi hơi nhớ thầy thôi. Ok. Trang Anh nhớ thầy không? Không. What? What the? Không, càng tốt, càng tốt, mình thích. Hôm trước mình vừa gặp nhau xong mình còn ôm nhau nữa. Ôi cắt. Câu thứ hai đó là cho thầy hỏi là cái cảm giác mà được nghỉ ở nhà dài như thế là cái cảm giác gì? Một tuần đầu thì vui nhưng mà càng về sau thì càng quên mất khái niệm ngày tháng ạ. Có cảm thấy chán không? Có. Những cái ngày nghỉ dài như thế thì những cái việc gì mà em thường làm nhất? Ngủ và ăn ạ. Thế là giống lợn rồi. giống heo rồi. Em những ngày nghỉ ở nhà em có cảm giác gì? Ôi bạn này bạn vui, ôi bạn đầu tiên luôn ấy. Em muốn nghỉ tiếp không? Có. Được đấy. Ở nhà em làm những gì thường xuyên? Ngủ. Em cầm tinh con heo à? Không. Ok, thì cảm ơn đọc tay, đọc tay. Ok. Mấy cái ngày ở nhà nghỉ nhiều như thế thì em có cái cảm giác gì? Chán ạ, em muốn đi học thầy ạ. Em có thấy các bạn ý cười không? Hay là em nói thật hay em nói dối? Em nói thật mà thấy nghỉ nhiều chán ạ. Ở những cái ngày nghỉ ở nhà ấy thì em thường làm gì? Em ăn học với đồng hồ. trong cái câu vừa xong là nó có cái từ học, liệu ở nhà em có học không? Có ạ. Có. Ok. Những cái ngày nghỉ này có thằng nào cưa em không? À, cưa là đồng ý xong học kiểu rồi. Ok xong. Ok. Nghỉ dài như thế thì em có thích nghỉ nữa không? Trả lời thật thì là có ạ. Trong những cái ngày nghỉ đấy thì em thường làm gì? Em chơi ạ. Em chơi bạn trai hay em đi chơi? Em đố thầy biết đấy. Thầy thề với em là chắc lại vừa đi chơi bạn trai đấy, vừa... Bạn trai ạ. À đúng rồi. Ok, thầy cảm ơn. Được, thầy. Em có muốn nghỉ tiếp không? Có ạ. Những ngày nghỉ ở nhà em làm gì? Ăn và chơi ạ. Chơi gì? Chơi bạn nam bạn nữ. Chơi bạn nam bạn nữ. Chơi bạn nam nhiều hơn đúng không? Bạn nam không phải bạn nam. Rồi ok, thầy cảm ơn. Ok ok, nhưng mà thầy không hiểu gì đâu. Vỗ tay vỗ. Câu cuối cùng đó là ngày hôm nay đi học lại thì em có cảm giác gì? Nha. Học ngoài mới có bạn gái chưa? Chưa. Ok, cảm ơn nha. cái cảm giác mà em đến lớp ngày đầu tiên ý, nó là cái cảm giác gì? Cảm giác giống như kiểu tựu trường tháng 9 ý ạ. Oh my gosh, ok, cho thầy cảm ơn nhá. Ok.